sườn ốp chao nè mọi người, sáo sáo lên cho nó đều lên, thì nãy giờ bé chi nó sáo lên khoảng chắc cũng 5-10 phút rồi mọi người, sáo kỹ lên. Mới mua cái sườn nha mọi người, quay tới cho mọi người xem đó, thì con bí chi nó đang ấy nè, sườn ốp chao nè mọi người, sáo sáo lên cho nó đều lên, thì nãy giờ con bí chi nó sáo lên khoảng chắc cũng 5-10 phút rồi mọi người, sáo kỹ lên rồi kỹ rồi, rồi bưng bưng tới đây rồi bỏ vô luôn. Nói chung là lọc là bữa giờ làm đây mệt quá nên là làm đây ăn thưởng thức nha mọi người, rồi lấy đầu đũa gấp gấp bỏ ra. Rồi cái lò than hồi nãy giờ lật rồi cũng làm xong rồi. Bí chi đứng ở bên đây nè. Chung quay cái đít vô đó sao được. Đó. Nói chung là làm ăn ngay đây luôn cho nó thoải mái. Đó đây là sườn à, sườn nhưng mà cắt ra nha nha mọi người. Bỏ vô nguyên miếng thì nó lâu chín quá. Nên là cắt ra cho nó dễ chín. Mọi người nhìn để không? Nhìn cái sườn để không? Nói chung cái sườn này Lộc nghĩ là nướng cũng 2-3 tiếng đồng hồ chứ không phải ít đâu. Nướng kỹ mà nó vàng lên nữa là nó lâu. Nó bỏ sơ sơ ra cho nó đều ra dễ chín. Nó thiệt ra đi làm á, đi làm thì thấy nó phỉ nha mọi người, mình mà bỏ sức lực ra mình làm á, rồi mình ăn uống thì thấy nó thoải mái, còn mình nằm ở nhà không thì nó mệt lắm đó. Rồi cái đây đỡ lại để chút nữa có gì nhũ nhũ lên biết không, cho nó đều lên cho nó ngon. Thì hồi nãy giờ Lộc nướng xong rồi nha mọi người, mà hồi nãy giờ Lộc ăn gần hết rồi, mà hồi nãy giờ chưa bấm máy nha mọi người. Quẩy đèn được cái đó. Hồi nãy giờ ăn cái cây này cây thứ hai rồi mà chưa bấm máy. Đây. Để ăn xong hết cây thứ hai đây mọi người. Xem lại mất hồn. Quẩy thiệt luôn à. Lộc tính ăn hai cái là Lộc cũng cái kiểu Lộc cũng chưa no hung, nhưng mà Lộc ăn hai cái đầu rồi Lộc tắt máy rồi Lộc xin Lộc kết thúc. Nhưng mà tới đó thì tới thì thấy chưa bấm, đúng là quẩy đèn thiệt luôn á. Thôi bây giờ đó Lộc gỡ lại anh mời mọi người khác, Lộc mời mọi người lại ăn biết chi, mời mọi người lại nha. Em đợi em bỏ cái tay xuống đi, đợi rồi ăn chung không cho anh mời mọi người. Thôi bây giờ Lộc mời mọi người lại nha. Ăn hai cây rồi giờ phải mời tiếp nè mọi người. Mọi người xin nên là hồi nãy giờ nó nóng, nó hết nóng luôn rồi. Nó cũng hơi hực hực lên chút thôi.
ăn xong rồi chưa review. Nói chung là có xe lách review này nha mọi người, hôm nay lọc review nhanh cho mọi người luôn. Quái thiệt luôn, nãy giờ quay cũng kẻ hơn 10 phút rồi, xe em lại chưa bấm máy. Mọi người nhìn cái thịt nó vàng gớm không, đỉnh cao. Thôi, nãy giờ ăn 2 miếng rồi mà nó vẫn ngon. Tán Truy mời em. Truy nãy giờ ăn miếng này gần hết rồi nha mọi người, giờ nó phải mời tiếp, mời tiếp và lấy cây khác. Gặm luôn. Rồi chấm vô gặm luôn. Em mời mọi người. Hồi nãy là nó có bè miếng thịt giống đây nè. Áo thằng bé. Nói sao? Ngon. Vừa ăn. Nói chung hồi nãy cũng lúc đầu cũng nãy lúc mà chưa bấm á cũng nói trong video là vừa ăn đồ này kia rồi, giờ phải nói lại thêm lần nữa nó quả đẹp. Sai sót kỳ thục. Nãy giờ quay đúng ngon luôn á, xem lại không có video. Nãy mà lỡ mà ăn hết luôn rồi lấy gì review lại. Không em biết chứ, nó ăn giỡn. Anh cứ tưởng giỡn rồi chứ ăn thiệt. Nói chung cái thường á mọi người, cái đợt trước lọc nướng cái sườn kia thì nó bị cái kiểu mà nó nướng 2-3 tiếng đồng hồ luôn, mà nay lọc nướng bằng cái gạch tọc sắt xung quanh, cái lửa nó không có bay ra hoài mọi người, nướng nó đúng nhanh chín luôn, nướng chắc được 25 phút rồi. Có nửa tiếng nữa lại mà nó vàng là chín rồi, trứng giòn rồi. Hồi nãy anh rốt tốt cái miếng lúc đầu ăn ngon hơn. Lúc đầu mình bắt đầu ăn thì mình nó ngon hơn, còn bây giờ mình ăn cái kiểu nó ít ngon lại, tại mình ăn 2 cây rồi mà. Thôi đến cái trường nữa ăn nướng kìa. Trường đục. Trường luộc á. Nói chung là hồi bữa là đặt nướng thịt nguyên miếng thịt là ở ngoài nhà lúc mà đang làm nhà, còn cái sườn thì đợt trước là đặt nướng sườn nướng ớt hay sao nướng cho cái kênh của Kim Thủy nha mọi người. Cái sườn này đúng nẹt luôn, còn đấy mấy miếng đầu cục này thì to luôn, mấy miếng đầu cái cục nãy Lộc đưa cho mọi người cái miếng nó giống như là cái miếng giống như cái lá cờ vậy đúng không, cánh ở trong cục thịt to đây rồi. Nói chung là cái thịt này á là của, nói chung là mé lặt mua của bà cô hai nha mọi người, thì nói chung là bà mé là thứ 8, còn bà cô hai là thứ 2 á, thì bà cô hai bà bán thịt heo á, nên là thịt đồ bên lựa mấy cái ngon không à nha mọi người. Nói chung là Lộc đang ở nhà ông cậu một làm cái hàng rào này, mà do là hai thằng em nó Lộc sợ quay chung rồi nó ngại mọi người, nên Lộc có gì Lộc đỡ phần lại cho hai thằng em, chút nữa Lộc quay xong rồi có nó ăn sau, còn bên em Lộc ăn review cho mọi người xem. Cánh ăn hai cục luôn, ăn hai cục nữa không? Trên này là ăn món một cua. Mình nói luôn. Hồi chưa ăn cơm chưa? Lúc đầu cắn vô nhìn đẻ hả? Ngon nóng nữa. Thơm. Lúc mới bắt xuống mà lửa nó máu vừa ấy xuống á,
lúc mà Lộc ăn nó còn nóng luôn mà cầm không được luôn mà. Rồi con bò nó chạy ra hoài luôn trời. Bò ui ui. Đang hết tỳ thứ hai rồi nè. Cây cây cứ bè. Cái này thịt nhiều quá. Em giờ nó. Cây này uống thịt nhiều vậy. Giờ cái kiểu nó ớn ớn không? Thì nói chung là chắc Lập xin kết thúc video tại đây luôn rồi mọi người. Do là nãy video nó bị chưa bấm màn hình, bây giờ thấy nó tiếc thiệt cho. Lúc đầu ăn review đúng ngon luôn, giờ review cái kiểu nó ăn nó no rồi review nó ít ngon quá. Và thôi nói chung là Lập cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Lập nha mọi người. Rồi bây giờ Lập sẽ chào mọi người và hẹn mọi người video sau. Bye bye mọi người, bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người.